Ngọc Ánh xin kính chào tất cả quý khách hàng đang theo dõi kênh Nhà Tốt, Nhà Đất Giá Rẻ Hà Nội. Trong video này, Ngọc Ánh sẽ quay và giới thiệu cho quý vị dự án 5 căn nhà với cái diện tích từ 40 cho tới 52m², thiết kế và xây dựng là 3 tầng. Ở đây 5 căn thì đã bán 3 và chỉ còn 2 căn. Vị trí Ngọc Ánh đang đứng ở đây là còn 2 căn, căn thứ nhất và căn thứ hai. Ngõ trước nhà thực tế ở đây 2m², cách với lại kia là đường ô tô đi được, gần như là ô tô đỗ cổng. Với thiết kế của ngôi nhà 3 tầng xây rất là hợp lý, diện tích 40m, hướng nhà là hướng đông bắc. Vị trí này thì giáp với khu đô thị Đô Nghĩa, giáp với địa phận Hoài Đức và Yên Nghĩa. Cụ thể thì nó thuộc Quốc Oai mọi người ạ, Đại Thành Quốc Oai. Quốc Oai thì rất là rộng, tuy nhiên với cái vị trí này thì nó nằm ngay cạnh sát với lại quận Hà Đông, gần như là gần với lại khu đô thị này, gần với lại trường đại học Phenica, gần với ngã tư Lê Trọng Tấn. Từ vị trí ngôi nhà này ra tới trường đại học Phenica, nó phạm vi bán kính khoảng tầm 3 km thôi thưa quý vị. Xung quanh ngập tràn tiện ích, chợ dân sinh, trường mầm non, tiểu học cấp 1, cấp 2 đầy đủ hết cả. Và Ngọc Ánh sẽ quay review cụ thể ngôi nhà này cho quý vị. Với cái phần thiết kế mặt tiền của ngôi nhà 4m mọi người nhá, và chiều sâu là 10m, cho nên ngôi nhà này 40m vuông vắn, và với cái thiết kế cửa chính hai lớp, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Ngoài ra với phần mặt tiền rộng nên chủ nhà có thiết kế thêm cho quý vị ở đây là một chiếc cửa sổ nữa đó. Nói chung là thiết kế rất là hợp lý, thoáng. Đây Ngọc Ánh đang đứng là phần tầng 1 của ngôi nhà. Tầng 1 thì thiết kế phần để xe này, phòng bếp này và phòng khách. Hệ thống trần thạch cao, đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện đều đã được lắp đặt đầy đủ hết cho quý vị. Với cái diện tích 40m rất nhiều khách hàng thích, đồng thời với cái mặt tiền 4m nữa. Thường thường rất nhiều khách hàng yêu cầu Ngọc Ánh là quay những cái căn nhà mà diện tích rộng một chút, trên 30m này, 35, 36, 40, mặt tiền trên 4m đi em, nhưng thực tế quan trọng nhất là có hay không để quay mọi người ạ. Thì cái căn nhà này đáp ứng được cái công năng cũng như cái nhu cầu mà quý vị nào đang mong muốn diện tích 40m trở lên thì ngôi nhà này thiết kế rất là ổn nha. Đây là phần không gian phòng bếp. Phần phòng bếp của ngôi nhà hoàn thiện xong hết, chỉn chu, đầy đủ. Đây là cái quý vị có thể để cho Ngọc Ánh một bộ bàn ăn 6 ghế ở đây, rất là hợp lý. Gạch lát nền kích thước gạch 60-60 vân đá. Tủ bếp thì thiết kế đầy đủ xong hết rồi. Nói chung theo đúng như hiện trạng, ngôi nhà này quý vị có thể dọn đồ về và ở được ngay, sổ đỏ chuẩn chỉnh trao tay, có hỗ trợ vay vốn lên tới 80% giá trị của ngôi nhà sau khi ngân hàng định giá. Với những cái lãi suất tại thời điểm này Ngọc Ánh đang quay ấy, rất là ưu đãi, đến từ những ngân hàng gần như là ngân hàng nhà nước, rất là hợp lý. Lãi suất chỉ có 8.7 thôi mọi người nhé. Đấy, toàn bộ phụ kiện bếp, chất liệu bếp đều được hoàn thiện xong, chậu rửa, vòi rửa, thiết kế nói chung là xong hết. Theo đúng như cái ngôi nhà này hoàn thiện, thiết kế xong, chỉn chu là quý vị dọn đồ về và ở được luôn trong ngày, sổ đỏ sang tên được luôn trong ngày. Và với cái giá bán thì Ngọc Ánh để ở dưới phần miêu tả, rất là rẻ thưa quý vị. Chậu rửa, vòi rửa đây đó, mặt bếp thì ốp đá granite và xung quanh bếp ở đây là ốp kính ốp bếp. Đứng từ cái không gian phòng bếp mà hướng ra phần cửa chính, phần phòng khách, nói chung rất là rộng, hợp lý. Ở trên video thì nhìn không thể rõ được hết bằng quý vị đến xem thực tế đâu ạ. Xung quanh tiện ích đầy đủ, gần với lại cái chỗ để xe ô tô, thoải mái, gần với đường ô tô đi lại. Ngoài ra thì thiết kế tầng 1 còn thêm một phòng vệ sinh cho quý vị, đầy đủ bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 3 tầng sử dụng của ngôi nhà, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt xong hết rồi mọi người nhé. Toàn bộ hệ thống tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ. Mặt bậc của bậc cầu thang thì ốp đá granite. Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá ngôi nhà 3 tầng này, liệu công năng sử dụng có hợp lý đầy đủ hay không. Hiện tại em đang đi lên trên phía tầng 2 của ngôi nhà. Với cái thiết kế này thì tầng 2, cầu thang giữa, phòng vệ sinh ở giữa, hai phòng ngủ trước và sau. Đây là phần phòng ngủ đầu tiên hướng ra phần ngõ. Với cái ngôi nhà này quý vị thì ở dưới phần ngõ trước nhà sử dụng của ba nhà ấy, thì đây quý vị có thể nhìn thực tế chủ nhà là lợp mái tôn, đồng thời có nhựa sáng trong để lấy ánh sáng xuống cái phần ngõ, và xe cộ mọi cái không sợ nắng mưa. Quý vị có thể để xe ở ngoài
không cần phải dắt xe vào nhà, bởi vì cái cụm dự án này ở phía mặt ngoài 2 căn, bên trong 3 căn thì đã thiết kế cổng riêng rồi nhé. Với phần phòng ngủ hoàn thiện đầy đủ cho quý vị, hệ thống trần thạch cao, đèn led, cửa sổ 2 lớp rất là thoáng đó. Gạch lát nền vân gỗ, kích thước gạch 60-60, cửa nhựa composite đó, siêu nhẹ mọi người ạ, cũng như là chống cong vênh, chống bối mọt tương đối là tốt. Phòng vệ sinh sử dụng cho 2 phòng ngủ trước sau. Với phòng vệ sinh này thì đáp ứng đầy đủ cho quý vị về bồn cầu, hệ thống sen, cây tắm nóng lạnh, quạt hút mùi, gạch thì ốp lên 30-60 lên trên tới tận trần, lavabo bàn đá đây. Nói chung là rất là thoáng, hệ thống sen cây, gương tắm. Và đây là phần phòng ngủ tiếp theo, phần phòng ngủ ở phía bên trong của ngôi nhà. Với cái diện tích 40m cho nên thiết kế phòng ngủ rất là rộng mọi người ạ. Tất cả các phòng ngủ đều rất là vuông vắn, phòng nào cũng có đầy đủ ánh sáng tự nhiên vào trong không gian phòng. Nói chung nhà có như thế nào thì em quay review gửi tới quý khách hàng là như vậy, có sao thì chia sẻ thực tế như thế thôi. Nếu như nhà mà có lỗi, có bị chéo thì em cũng sẽ chia sẻ để cho quý vị cùng biết, để mình không mất quá nhiều thời gian tìm hiểu trước khi đi xem nhà thực tế. Đấy, cảm thấy phù hợp với mình thì mình đi thôi. Tất cả các cửa thông phòng đều thiết kế là cửa nhựa composite quý vị nhé. Mời quý vị theo em lên tầng 3, tầng cuối cùng của ngôi nhà. Công năng sử dụng ở phía tầng 3 của ngôi nhà thiết kế cho chúng ta như sau. Trên tầng 3 thiết kế một ô giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang, tay vị cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 3 đây thưa quý vị. Này, trên tầng 3 thiết kế một phòng ngủ riêng. Này, nói chung là vị trí xung quanh rất là thoáng, nhiều cây xanh, yên tĩnh. Nằm trong khu dân cư yên tĩnh, nó không phải mặt đường, không phải trục chính cho nên rất là yên tĩnh quý vị ạ. Đó, như vậy lên trên tầng 3 có 3 phòng ngủ này. Phòng vệ sinh sử dụng ở phần tầng 3 đây. Đó, đầy đủ công năng sử dụng như tầng 2 cho quý vị. Tầng 1, tầng 2, tầng 3 thiết kế mỗi tầng một phòng vệ sinh. Tiếp theo, đây là phần phòng thờ của ngôi nhà. Phòng này thì quý vị có thể thiết kế làm phòng thờ, cái này thì tùy công năng. Nhưng mà ở đây thiết kế một phòng riêng như thế này cho quý vị. Đồng thời vẫn có đầy đủ ánh sáng. Và phần còn lại sân phơi. Đây với phần sân phơi nhỏ nhắn xinh xắn hợp lý thoáng. Nói chung là với cái thiết kế 40m 3 tầng, công năng sử dụng tương đối hợp lý. Để mà nói tuyệt đối thì mỗi người mỗi ý, cho nên nếu như để nói tuyệt đối thì không hẳn. Tuy nhiên với cái giá bán cũng như vị trí đi lại và thiết kế của ngôi nhà thì Ngọc Ánh tin rằng rất phù hợp với một ngôi nhà mà có hai vợ chồng, hai con cái đi học, đi hành, mọi cái tiện ích đều xung quanh đầy đủ. Mọi người muốn tìm hiểu, biết thêm thông tin, chi tiết cụ thể thì vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhà Tốt Ngọc Ánh theo số điện thoại ở phía trên màn hình để có thể được tư vấn và đi xem nhà thực tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo.